Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo về buổi giảng tuyệt vời. Chắc quý vị đã từng nghe Thầy Thanh Tuệ. Thầy Thanh Tuệ là ai? Thầy là giám đốc của nhà xuất bản An Tiêm. Khi mà hỏi thầy về Bùi Giáng, thầy nói rằng Bùi Giáng là một con người có tấm lòng tài đặc biệt và chỉ thích thơ văn. Thầy là một người rất mê thơ văn Bùi Giáng. Người đã dành chọn phương tiện cho ưu tiên xuất bản tác phẩm của Bùi Giáng trước mọi tác giả khác. Bất cứ tác giả nào mà đưa đến, thầy sẽ dẹp và thầy chỉ in tác phẩm của Bùi Giáng đầu tiên. Chả thế mà An Tiêm đã in đêm, in ngày, in mệt nghỉ. Vì những năm tháng đó chính là những năm tháng đánh dấu cho thời kỳ sáng tác kỳ diệu, sung mãn nhất của Bùi Giáng. Cõi văn thơ của Bùi Giáng bây giờ ào ạt, vỡ bờ, bát ngát Trường Giang, mênh mông châu thổ. Bùi Giáng bây giờ mỗi tuần viết cả nghìn trang, khiến chúng tôi bàng hoàng, khiếp đảm. Đó là lời của thầy Thanh Tuệ. Ngôn ngữ và suy nghĩ của Bùi Giáng hiển rộng tới không bến không bờ, vô cùng vô tận. Và tài năng của Bùi Giáng cũng vậy, chất ngất một trời chữ nghĩa, trùng trùng một biển văn chương. Vậy mà mỗi lần gặp thi sĩ hồi đó, cảm tưởng bao giờ cũng giữ được là đã gặp một Bùi Giáng rất nhàn rỗi, rất thong dong. Bước chân vào nhà thầy Thanh Tuệ, Bùi Giáng, chúng tôi đã thấy Bùi Giáng ngồi trước đó tươi cười ung dung, trong cái phong cách của một người nhàn nhã nhất thế giới. Chẳng có một dấu vết nào của một người viết đang gió táp mưa rơi trên nghìn nghìn trang sách. Vắn tắt là Bùi Giáng chẳng làm gì hết, chẳng ai một lần nhìn thấy Bùi Giáng đang làm gì hết, mà hoàn toàn phiêu bồng, hoàn toàn rong chơi. Vậy mà cái sức viết hồi đó đến như Bùi Giáng là tột đỉnh, là vô tiền khoáng hậu. Vậy mà cái lực viết đến như Bùi Giáng, và thế Bùi Giáng là nghìn người không có một, là phi phàm, là vô địch rồi. Cũng là một nhà văn Mai Thảo đã từng nhiều lần kể lại, khi ông làm số báo văn đặc biệt của Bùi Giáng, ông có muốn có thơ in của Bùi Giáng nhưng chưa biết kiếm ở đâu, thì bất ngờ thi sĩ Bùi Giáng ghé thăm tòa soạn. Mai Thảo nói rằng ông ấy chỉ còn là da bọc xương trong quần áo thùng thình, mái tóc dài của đạo sĩ, cái túi vải còn thêm cây gậy. Kéo ông ra trước tòa báo quán chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm, rồi tôi hỏi xin ông những bài thơ mới nhất. Ông gật, tưởng lấy là túi vải ra, hoặc nói là về nhà lấy, hoặc nói là hôm sau đưa. Tất cả đều không đúng. Ông hỏi mượn một cây bút, xin một sấp giấy và một chai bia lớn nữa. Đoạn ngồi xuống và trước sự kinh ngạc tuyệt vời của chúng tôi, bắt đầu tại chỗ làm thơ. Ông không chép lại thơ đã làm, ông làm thơ tại chỗ. Lần đầu tiên tôi thấy một nhà thơ viết thoăn thoắt, vùn vụt, nhanh chóng không thể tả. Nhà thơ không thể từ đầu, từ tim chảy xuống, xa quá, lâu quá, mà ngay từ đầu ngọn bút, từ đầu ngón tay thôi. Làm thơ ứng khẩu, làm thơ tại chỗ nhiều người cũng làm được, nhưng là thơ thủ tạc và chỉ dăm bảy câu một vài bài thôi. Bùi Giáng lại khác. Chai bia còn sủi bọt, ông ngồi viết không ngừng, tự dạng nắn nót, chỉnh đốn, thế bài nào cũng khác lạ, cũng thật hay. Cũng đích thực là từng hạt ngọc của lời thơ thượng thừa Bùi Giáng. Lần đó tôi đã hiểu tại sao Bùi Giáng cứ cánh bướm rong chơi, cứ phiêu bồng lãng du mà vẫn có nghe nghìn câu một buổi. Đúng là ngủ ra thơ, thở ra thơ, uống laser, hút thuốc lá cũng ra thơ, mà thơ không ai sánh bằng, thơ không ai đuổi kịp. Ông muốn cạn chai laser, lặp lại ba tiếng hát bất hủ, vui thôi mà, rồi đứng lên từ biệt. Đấy là trong một bài viết của Mai Thảo nói về một vài kỷ niệm với Bùi Giáng. Rồi quý vị biết rằng ông Bùi Giáng hai lần bỏ học đại học, tức là ông ta học một cách dang dở. Khi nhìn thấy danh sách giáo sư giảng dạy, ông không thích. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong thời điểm loạn lạc, Bùi Giáng vẫn gặp may mắn trong con đường học vấn.
Nhưng ông luôn phá ngang con đường đó bởi vì những lý do hết sức là dị thường. Bùi Giáng học tiểu học ở quê hương Quảng Nam, sau đó ra Huế học Thành Trung. Thi đậu bằng Thành Trung của Pháp, ông đã thông thạo được tiếng Pháp, am tường được lịch sử văn hóa, sau đó ông lên đường theo kháng chiến chống Pháp chứ không phải theo Việt Minh. Năm 50, ở Liên khu 5 tổ chức cuộc thi tú tài đặc biệt, Bùi Giáng dự thi và đậu tú tài hai văn chương. Rồi lên đường ra Liên khu 4, Liên khu 4 tới Hà Tĩnh để tiếp tục vào học đại học. Từ Quảng Nam thuộc Liên khu 5 ra tới Hà Tĩnh thuộc Liên khu 4 phải đi bộ theo đường mòn Trường Sơn hơn một tháng rưỡi trời. Nhưng khi ra đến nơi không hiểu sao, ngay trong ngày khai giảng, Bùi Giáng đã quyết định bỏ học để quay ngược về Quảng Nam đi chăn bò. Vì ông bảo mấy cái thằng dạy ở kháng chiến cộng sản dốt không biết gì. Rồi lần thứ hai, ông Bùi Giáng bỏ học vào năm 1952. Sau 2 năm về quê chăn bò, bắt chước ông Tô Vũ chăn dê. Ông lại vào Sài Gòn ghi danh học văn khoa. Rồi đến lúc nhìn thấy danh sách giáo sư giảng dạy của trường này, ông quyết định không học nữa. Vì thấy họ ông không phục. Và từ lần đó, Bùi Giáng không bao giờ đi học lại tại các trường đại học khác, mà ông bắt đầu đi dạy học ở các trường tư thục. Thi nhân chăn bò, sau khi bỏ ngang việc học lần đầu tiên, như đã kể ở trên, Bùi Giáng về quê và trở thành mục đồng đi chăn bò ở khắp vùng đồi núi. Có lẽ đây là quãng thời gian lãng mạn và thong dong nhất trong đời Bùi Giáng. Ông viết về những tháng ngày này như sau: tôi bỏ học chẳng biết chi sách vở, chạy về quê làm thằng chăn bò. Bao nhiêu thơ làm ra, tôi âm thầm tặng hết cho chuồn chuồn châu chấu. Quý vị thấy khác đời chưa? Vì yêu mến nhân vật Tô Vũ chăn dê thời Hán Vũ Đế, nên dù chỉ có 2 năm chăn bò, Bùi Giáng gọi đây là 15 năm chăn dê cho giống Tô Vũ. Ông đã ghi lời tựa là kỷ niệm một đoạn đời 15 năm chăn dê ở núi đồi Nam Ngãi, Trung Việt, Bình Phú, trong bài thơ mang tên Nỗi lòng Tô Vũ dài 60 câu, viết về những nàng thơ đặc biệt, những con bò mà ông gọi là dê để cho giống Tô Vũ. Ông đã xưng anh và gọi dê là em. Ngẩng đầu lên, dê ơi anh thong thả, đeo vòng vào em nghẹn cổ cong xinh. Ngẩng đầu lên, đây lòng anh vàng đá gửi gắm vào vòng mây nhuộm tơ duyên, tặng trong kỳ vật cho các nàng bò. Bùi Giáng bắt đầu thề thốt những lời vàng đá sắt son. Ông đã nhân cách hóa những con bò thành những con dê của Tô Vũ. Và giờ đây, một lời thề đã thốt nghìn thu sau, đồi núi chứng cho ta cao lời ca, bê hê em cũng thốt hòa cùng lời anh nghẹn nỗi thiết tha. Dĩ nhiên là loài dê không thể trả lời yes I do như những cô gái thường hay e thẹn khi nhận được lời tỏ tình của người yêu. Chúng chỉ có thể bê hê để đáp lại thi sĩ mà thôi. Quả thật là thơ của Bùi Giáng đã dị thường ngay từ thuở còn đôi mươi như vậy. Trong khoảng thời gian đi chăn bò từ năm 1950 đến năm 1952, chàng thi sĩ trẻ đã thả hồn mình rong ruổi trên những thảo nguyên rộng lớn, những đồi núi chập trùng theo dấu chân du mục, để ghi lại những tháng ngày diễm tuyệt đó. Ngoài bài thơ Nỗi lòng Tô Vũ, còn có bài Anh lùa bò vào đồi sim trái chín. Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa, anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh, chìm ngây ngất vào trong đôi mắt lạ, anh lim dim cho chết liệm hồn mình. Cây là bồn, bốn bên cây lá bốn bên song song, từng lừa, từng lứa sánh đôi nhau như ứa lệ, ngần ngần hạnh phúc trời với đất. Mang mang với bò giữa rừng hoang, đương gặm cỏ, với người ngó ngất ngây đương nằm đó, không biết trời đất có ngó mình không.
thật là một tâm hồn tự do và khoáng đạt. Người vợ xinh đẹp của Bùi Giáng lâu nay, người ta chỉ nói nhiều về Bùi Giáng cùng những bông hồng xa xôi, những người tình viễn mộng đã đi vào trong thơ ca. Ít người biết rằng khi 19 tuổi, ông đã có một người vợ hiền rất xinh đẹp. Theo lời kể lại của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, cũng là người Quảng Nam, tác giả của bản nhạc quê hương là Trùm Khế Ngọt, ghi lại theo lời kể của người em ruột Bùi Giáng, thì phải nhận là chị Bùi Giáng xinh đẹp, cởi mở, vui tính, hồn nhiên. Gương mặt chị, hình ảnh chị đã nổi bật sáng ngời mãi trong ký ức tôi. Dù có điều bất cứ ai, dù không biết gì nhiều về tướng số, gặp chị cũng nhận ra ngay, chị không thể ở lâu với chúng ta trên cõi đời này, rất là yểu số. Dù có đời vốn đã ngắn ngủi, lấy chồng mới được 3 năm, chị đã đột ngột lìa đời lúc mới ngoài 20 tuổi. Chị chút hơi thở một cách bình thản. Hôn nhân ngày trước thường do cha mẹ đôi bên sắp đặt, và có lẽ cuộc hôn nhân của Bùi Giáng cũng không đi ra ngoài quy luật đó. Bùi Giáng với tính tình khác người lại ham chơi, nên có lẽ bà Bùi Giáng đã chịu không ít khổ sở. Đó là một trong những cái giai thoại về tình yêu, về hôn nhân của một thi nhân tuyệt vời của đất Ngũ Phụng Tể Phi Sứ Quảng, nhà thơ Bùi Giáng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu. Xin hẹn quý vị câu chuyện văn học tuần tới. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.